Xin chào cả nhà, tôi trở lại rồi đây. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho cả nhà một bộ phim vô cùng hay có tên là Thất Kiếm. Xin mời cả nhà xem phim. Vào giữa thế kỷ 17, người Mãn Châu đã chiếm được lãnh thổ của đế chế nhà Minh cũ và thành lập đế chế nhà Thanh. Người dân không cam chịu cảnh áp bức của nhà Thanh nên đứng lên chống lại chính quyền. Để ngăn chặn một cuộc chính biến xảy ra, hoàng đế ban hành lệnh cấm dân thường tập luyện võ thuật. Nếu ai dám chống lại, giết chết không tha. Tướng quân phong hỏa Liên Thành coi luật mới là cơ hội để kiếm tiền nên đã đề nghị giúp triều đình thực thi luật mới. Tham lam, tàn ác và vô đạo đức, phong hỏa Liên Thành tàn phá miền Tây Bắc Trung Quốc với quân đội của mình và giết hàng ngàn người kháng chiến và dân thường vô tội. Tại một ngôi làng nọ, trong tuyết trời trắng xóa, đội quân của phong hỏa Liên Thành tới hành quyết theo lệnh của triều đình. Phong hỏa Liên Thành có tổng cộng 12 vị tướng dưới trướng. Vũ khí của chúng toàn những thứ quái lạ. Chúng coi việc giết chóc là niềm vui. Những người nào biết võ công trong ngôi làng đều phải chết. Sau một hồi tàn sát, chúng giết được tổng cộng 173 người, kiếm được 66.000 lượng tiền thưởng. Những người biết võ sẽ được treo xác trên cột và đeo thẻ bài để làm gương cho kẻ khác. Đột nhiên, những tấm thẻ bài biến mất, bọn chúng lập tức đuổi theo. Tên ăn trộm sau một hồi giao đấu đã chạy thoát được. Trên đường chạy thoát, Phó Thành Chủ bị thương được Tiểu Vũ cứu giúp rồi mang về làng cứu giúp. Tại đây, Phó Thành Chủ nói mọi chuyện cho dân làng biết. Đội quân của Phong Hỏa Liên Thành đang tàn sát người khắp nơi. Nếu dân làng không bỏ chạy thì sẽ chết hết. Thì ra Phó Thành Chủ trước đây là quan triều đình, làm việc cho Phong Hỏa Liên Thành, đã từng giết rất nhiều người. Giờ ông cải tà quy chánh để giúp người. Nhưng người dân ở đây không tin bèn bắt ông lại. Thì ra đây là thôn Võ Trang, trưởng thôn là người đứng đầu của Thiên Địa Hội. Thôn được lập nên để chống lại chính quyền nhà Thanh với câu nói nổi tiếng phản Thanh phục Minh. Tiểu Vũ bàn với chị hai nhờ Chí Bằng đưa Phó Thanh Chủ lên xe ngựa trốn khỏi thôn. Bàn xong, Tiểu Vũ và Chí Bằng lên đường. Chị hai ở lại chịu tội thay cho hai người. Phó Thanh Chủ kêu hai người lên Thiên Sơn tìm sự trợ giúp. Tại ngôi làng trước đó, Phong Hỏa Liên Thành bắt được một cô gái tên là Lục Châu. Hắn và cô lúc trước có quen biết. Vì cô sắc đẹp tuyệt trần nên hắn bắt về làm người hầu bên cạnh. Trong lúc Phong Hỏa Liên Thành đang hành lạc thì tên lính vào báo cáo hắn chém chết tên lính vì dám làm phiền. Phong Hỏa Liên Thành tới làng Võ Trang quan sát. Hắn nói do đây là làng cuối cùng để săn tiền thưởng nên phải làm giá lại. Lúc này có thiên thạch rơi xuống chỗ của bọn Tiểu Vũ đang nghỉ ngơi. Thì ra là một vị cao nhân ẩn sĩ, người đời gọi ông là Huy Minh Đại Sư. Trước đây ông được mệnh danh là kiếm khách đệ nhất thiên hạ. Cả đời ông dốc sức tạo ra 7 thanh bảo kiếm vang danh thiên hạ là Thiên Bộc Kiếm, Mặc Vân Kiếm, Cảnh Tinh Kiếm, Nhật Nguyệt Kiếm, Xá Thần Kiếm, Du Long Kiếm và Thanh Can Kiếm. Phó Thanh Chủ kể mọi chuyện xảy ra cho Huy Minh Đại Sư nghe. Giận dữ trước cảnh tàn bạo của Phong Hỏa Liên Thành và để cứu lấy chúng sinh, Huy Minh Đại Sư đã quyết định để Thất Kiếm xuống núi. Huy Minh Đại Sư có 4 đệ tử võ nghệ cao cường, kiếm pháp thâm hậu. Đại đệ tử là Sở Nam Chiêu, Anh Đan, kiếm pháp mạnh mẽ sở hữu Du Long Kiếm. Nhị đệ là Dương Vân Thông, hành tung bí ẩn sở hữu Thanh Can Kiếm. Tam đệ và tứ đệ là Tân Long Tử và Mục Lan lần lượt sở hữu Cảnh Tinh Kiếm và Nhật Nguyệt Kiếm. Chỉ bằng sức mạnh vô biên rút được thanh kiếm Xá Thần nên được Huy Minh Đại Sư tặng cho. Còn thanh Thiên Bộc được rèn từ 1.000 cây kiếm khác tặng cho Tiểu Vũ. Mạc Vân Kiếm được giao cho Phó Thành Chủ. Thất Kiếm vô địch thiên hạ đã tề tụ, họ cùng nhau xuống núi cứu chúng sinh khỏi cảnh lầm than. Tại thôn Võ Trang, Phong Hỏa Liên Thành đã đánh tới. Phụ nữ và trẻ con được giấu đi, còn thanh niên trai tráng sẵn sàng nghênh chiến. 12 thủ lĩnh của Phong Hỏa Liên Thành võ công cao cường đã thành công chiếm thôn Võ Trang. Trong lúc chúng đang vây hai cha con trưởng thôn thì Thất Kiếm tới, hai bên bắt đầu giao chiến. Mục Lan hai tay cầm Nhật Nguyệt, thân thể nhanh nhẹn, kiếm pháp thần tốc điên cuồng chém giết quân Phong Hỏa Liên Thành. Tân Long Tử cầm Cảnh Tinh Kiếm xuất quỷ nhập thần, đoạt mạng quân Phong Hỏa. Chí Bằng cầm Xá Thần trên cao bay xuống, sức mạnh phi thường chém đầu đứt đó, một chiêu kết liễu một tướng địch. Tiểu Vũ nóng lòng muốn giúp nhưng cô vẫn chưa thể khống chế Thiên Bộc Kiếm vì cây kiếm này có thể chuyển hóa hai đầu rất khó sử dụng. Con gái trưởng thôn bị một tên tướng địch dùng vũ khí có hình tròn bên trong có những lưỡi dao sắc bén tính lấy mạng thì bất ngờ một lưỡi kiếm nhẹ nhàng xuyên qua người hắn, nhưng hắn lại không hay biết. Thì ra là anh Đan. Anh nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, chưa thấy tiếng người đã thấy tiếng kiếm rút ra.
Du Long kiếm chém sắc như bùn, nhẹ nhàng đâm tới giết chết một tướng địch. Phó thành chủ vì lời thề năm xưa không giết người nữa nên ông một kiếm chém đứt tay tướng địch. Ông kêu hắn về báo với Phong Hỏa Liên Thành là Thất Kiếm ở Võ Trang thôn đang chờ hắn tới. Anh đang nói với Tiểu Vũ uống máu của kẻ thù thì sau này sẽ không còn sợ chúng nữa. Phong Hỏa Liên Thành biết chuyện ở Võ Trang thôn, hắn nổi giận, lập tức kêu Hoa Ca Lạc dẫn thêm 100 anh em mang theo vũ khí. Phong Hỏa Liên Thành còn đích thân đi theo để lấy lại thể diện. Trước khi xuất quân thì Phó Thành Chủ đưa Chí Bằng và Nguyên Anh tới nghênh chiến dụ Phong Hỏa Liên Thành ra. Phó Thành Chủ từng là sư đệ của Phong Hỏa Liên Thành, nay ông tới đây là để gửi tin khiêu chiến Phong Hỏa Thành. Hóa ra đây là đòn Dương Đông kích Tây. Phó Thành Chủ tới để dụ Phong Hỏa Liên Thành ra, còn bốn huynh đệ khác xông vào Phong Hỏa Thành, đốt kho lương, đầu độc chiến mã, giải cứu con tin. Phong Hỏa Liên Thành không có ở đây nên những tên lính khác không phải đối thủ của họ. Anh đang thân pháp lanh lẹ, từng động tác đều dứt khoát một kiếm chém trọng thương Hoa Ca Lạc. Đám lính thấy chủ tướng đánh không lại cũng phải khiếp sợ. Hoa Ca Lạc chạy vào bên trong sảnh bắt Lục Châu làm con tin. Anh đang tay cầm Du Long kiếm phát ra những tiếng kêu đinh tai nhức óc, chém chết Hoa Ca Lạc. Hóa ra Lục Châu là người cao lệ giống anh đang. Xong chuyện, anh đưa Lục Châu đi. Phong Hỏa Liên Thành trở về không thấy mỹ nhân hắn ta yêu quý đâu nên tức giận, quyết tâm giết chết Thất Kiếm. Nụ cười của Phong Hỏa Liên Thành toát ra vẻ kinh hãi, khiến ai nhìn vào cũng phải ám ảnh. Trong thôn Võ Trang, người dân biết chuyện Thất Kiếm tới Phong Hỏa Liên Thành phá hoại nên họ sợ bị liên lụy, bèn thu dọn hành lý để bỏ chạy. Tiểu Vũ thì buồn bã, âu sầu vì không biết sử dụng Thiên Bộc kiếm. Trong tay có kiếm mà không biết sử dụng thì khác nào đống sắt vụn. Trong lúc tập sử dụng Thiên Bộc kiếm, không để ý khiến cô bị thương, tức giận cô ném thanh kiếm xuống đất rồi ngồi thổi sáo. Thấy người Tiểu Vũ buồn bã, Dương Văn Thông tới bên dạy cô cách sử dụng Thiên Bộc kiếm. Trên tay cầm của Thiên Bộc kiếm có những cái lỗ, chúng như những cái lỗ trên cây sáo, kiểm soát được những lỗ này sẽ dùng được Thiên Bộc kiếm. Sau đó Dương Văn Thông đưa Tiểu Vũ đi luyện kiếm. Phong Hỏa Liên Thành dẫn người tới thôn Võ Trang thì dân làng đã biến mất. Trong lúc dân làng bỏ chạy thì Dương Văn Thông phát hiện trong thôn có nội gián. Hắn ta để lại ký hiệu cho Phong Hỏa Liên Thành. Không tìm ra tên nội gián thì có đi bao xa cũng vô ích. Dương Văn Thông nghi Lục Châu là nội gián vì nàng là người của Phong Hỏa Liên Thành, vì ở đây toàn là người của thôn Võ Trang. Anh đang tin đồng hương của mình nên ra sức bảo vệ Lục Châu trước mắt mọi người. Long Lạc là phó thôn Võ Trang ra sức đổ thừa cho Lục Châu là nội gián. Phó thành chủ không còn cách nào khác đành phải giấu dân làng vào một cái hang, phía trước bịt kín lại để ẩn nấp. Khi nào tìm ra tên nội gián thì lên đường đi tiếp. Phong Hỏa Liên Thành mãi chưa tìm thấy người đã phát điên, hắn muốn giết chết Thất Kiếm. Vương gia lúc này phát hiện ra một thanh bảo kiếm. Khi rút ra, kiếm phát ra tiếng ngân vang như tiếng chuông. Lúc này Phong Hỏa Liên Thành tới, hắn gặp Vương gia đưa tin tình báo để mua 6 khẩu đà bát trong tay Vương gia. Trong sương mù, Phong Hỏa Liên Thành không thể tấn công lên núi nên bọn chúng nã pháo lên đó. Phía bên kia, anh đang cùng Lục Châu chơi trò người lớn. Hành sự xong, Lục Châu nói cho anh Đan biết một bí mật. Tiền của Phong Hỏa Thành được giấu trong tượng Phật ở Thiên Môn. Biết chuyện này, anh Đan tính cách tới đó trộm hết tiền đi. Quân Phong Hỏa bây giờ đều ở ngoài, Thiên Môn bây giờ là tòa thành trống. Nếu trộm hết tiền mang đi, Phong Hỏa Liên Thành biết được sẽ tự động không đánh mà lui. Sau một ngày đêm di chuyển, cuối cùng hai người cũng tới Thiên Môn. Anh Đan dùng Du Long kiếm phá hết các cơ quan phòng thủ tại đây. Khi đang định mở tượng Phật thì ngoài cửa có tiếng đại bác. Phong Hỏa Liên Thành đoán Lục Châu sẽ tiết lộ tin tức nên không đánh lên núi nữa mà rút về mai phục. Lục Châu bị bắt, anh đang phi Du Long kiếm lên cứu nàng. Phong Hỏa Liên Thành lấy được Du Long kiếm, anh đang bị bắt lại. Lục Châu chạy thoát về báo lại cho Phó Thành Chủ, do bất đồng ngôn ngữ nên không ai hiểu cô nói gì. Phó Thành Chủ thấy bản đồ Thiên Môn trong tay cô nên đoán anh đang đã bị bắt. Lục Châu bị thương nặng nên đã qua đời ngay sau đó. Thất Kiếm không thể nào thiếu một nên 6 người còn lại lên đường cứu anh Đan. Lục Kiếm vừa đi thì tên nội gián Thiên Địa Hội xuất hiện. Hắn chính là Long Lạc, người đứng thứ hai của Thiên Địa Hội, được Vương gia mua chuộc từ lâu. Hắn giết chết tất cả dân làng, chỉ để lại trẻ con. Lục Kiếm ngày đêm cuối cùng cũng đã tới Thiên Môn. Phong Hỏa Liên Thành bắt họ giao Lục Châu ra. Phó Thành Chủ nói với hắn ta Lục Châu đã chết. Hắn nghe xong vô cùng tức giận. Nếu lúc đó anh đang không đưa nàng đi thì nàng bây giờ đâu phải chết như vậy. Nói xong, Phong Hỏa Liên Thành ra lệnh cho lính ngũ mã phanh thây anh đang. Phó Thành Chủ vội ngăn lại. Ông muốn làm một vụ giao dịch với Phong Hỏa Liên Thành.
hắn kêu họ nộp lại 6 thanh thần kiếm vì muốn kiểm chứng Du Long kiếm liệu có chém gãy được 6 thanh kiếm còn lại không. Để cứu anh Đan, 5 người đành miễn cưỡng giao kiếm ra. Tiểu Vũ không muốn giao nên dùng Thiên Bộc kiếm chém một tên tướng lĩnh trọng thương. Những người còn lại lao tới lấy kiếm, thành công cứu anh Đan. Thất kiếm lúc này bắt đầu giao chiến. Tiểu Vũ bây giờ sử dụng thành thạo Thiên Bộc kiếm, từng đường kiếm như vũ bão, lúc công lúc thủ, giết địch như giết gà. Dương Vân Thông cầm thanh can kiếm lên thách đấu với Phong Hỏa Liên Thành đang cầm Du Long kiếm. Du Long kiếm là thần kiếm, khi xuất hiện vạn kiếm đều phải quy hàng, nhưng thanh can kiếm lại là khắc tinh của Du Long kiếm. Phong Hỏa Liên Thành võ nghệ cao cường, nay có thêm Du Long kiếm trong tay, không khác nào hổ mọc thêm cánh. Dương Vân Thông đánh không lại. Lúc này anh Đan tới, Dương Vân Thông đưa thanh can kiếm cho sư huynh của mình. Anh Đan nói, đồ của ta thì để ta tự lấy về. Bây giờ thanh kiếm mạnh nhất thế giới đấu với thanh kiếm phòng thủ tốt nhất, đâu mới là thanh kiếm đệ nhất thiên hạ. Biết Du Long kiếm rất mạnh, muốn khắc chế nó thì phải dụ Phong Hỏa Liên Thành vào nơi hẹp để hạn chế sức tấn công của hắn. Mặc dù vậy, anh Đan cũng không phải đối thủ của Phong Hỏa Liên Thành, không những không lấy được kiếm, bây giờ thanh can kiếm cũng bị lấy mất. Phong Hỏa Liên Thành cười vui nhưng không ngờ Du Long kiếm có khả năng hút được sắt thép. Những quả đạn pháo bay về phía hắn, hắn bị bất ngờ nên anh Đan cướp lại được Du Long kiếm. Du Long kiếm xoay vòng như rồng lên trời, đâm xuyên qua tim hắn. Sau khi giết được Phong Hỏa Liên Thành, cất kiếm trở về tìm dân làng võ trang. Nhưng tới nơi thì dân làng đã chết sạch, chỉ còn lại con gái của trưởng thôn và lũ nhóc. Thất kiếm hiểu rằng nếu không diệt trừ tận gốc thì sẽ có kẻ khác làm chuyện ác hơn. Họ lên đường vào hoàng cung để bắt đầu hành trình mới. Bộ phim kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà lần sau.